là doanh nghiệp rồi. Từ khi mà doanh nghiệp có giấy phép, đố em mình làm những cái công việc gì? Từ khi mà doanh nghiệp có giấy phép mình làm những công việc gì biết không? Phải 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 làm cái gì trên thuế thầy nhỏ, em quên mất rồi. Khai thuế ban đầu hả? Khai thuế ban đầu ạ. Rồi khai thuế ban đầu, rồi gì nữa? Rồi để tôi nói luôn cho nha. Vâng ạ. Lệ phí trước bạ này, lập tờ khai, lập tờ khai lệ phí trước bạ và nộp tiền. Nhưng mà doanh nghiệp mình mà mới thành lập thì mình sẽ được miễn thuế năm đầu tiên, được không? Alo, Vâng ạ. thì cái lệ phí trước bạ đây đó chính là chúng ta đọc cái thông tư 139 đi, sao Google coi lại. À, lệ phí môn bài chứ quên, chứ không phải lệ phí trước bạ. Nói vậy em cũng luôn. Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ là khi mà chúng ta mua xe á, hiểu không? Đó thì đó là nếu mà mình giấy phép mình mà trên 10 tỷ á là mình nộp 3 triệu, còn dưới 10 tỷ, từ 10 tỷ trở xuống á là nộp 2 triệu. Rồi được chưa? Nhưng mà mình mới thành lập năm 2022 mình sẽ được miễn thuế. Rồi thì muốn nộp á, thì em phải tất cả các loại thuế luôn nha. Muốn mà nộp cho thuế thì mình phải làm được trên cái phần mềm HTKK này, gọi là khai thuế. Thì cái thế môn bài thì em xem dưới đây nè, phí và lệ phí đây, tờ khai lệ phí môn bài thông tư 80 nè. Đó rồi mình chọn cơ quan thuế cấp cục, rồi mình chọn thuế. Ví dụ tôi ở Hồ Chí Minh mà công ty tôi ở quận 1 thì tôi chọn thuế quận 1. Bấm vào đây. Rồi chọn năm. Đó là mình khai cơ sở. Thế nào mình khai, khai lệ phí môn bài nửa nửa năm. Tức là ví dụ như mình thành lập mà năm 2022 mà tháng 11 đây, gọi là nửa năm. Ok không? Nhưng mà bây giờ nè, nó cho mình miễn thuế rồi nè, nên nó không có cho mình điền mấy dữ liệu vô, em thấy không? Alo nè, nó không cho mình điền dữ liệu vô nè, nó không cho mình điền, tức là mình được miễn. Rồi mình vẫn làm tờ khai mình nộp, rồi được chưa? Nhưng mà khi mà em làm xong á, em phải kết xuất ra file em đây nè. Đó. Rồi mình đừng cái đổi cái tên file nha. Mình đừng cái đổi tên file. Rồi còn cái cách nộp thuế thì tôi nói sau đi. Rồi. Đó là lệ phí môn bài. Rồi cái tờ khai cũ rồi. Thầy quay lại video xong là thầy gửi cho em xin lại nhé, xin lại video bài học nhé. Ừ. Đây nè, như vậy là em thấy không, cái hồi nãy mà mình đưa vô cái mẫu của trước á, là cái mẫu đây nè, là mẫu thông tư 80 nè, là mình là cái năm đầu tiên á, nên nó cho miễn thuế, nên mình không có chọn được, em thấy không? Mình không có chọn được, cái đây là địa điểm kinh doanh riêng.
nó ra nè, nó ra trên đây nè, nó vẫn cho mình chọn đây. Đây nè, mình chọn cái chỗ này nè, tổ chức thành lập mới nè, được không? Rồi, được rồi đó. Nhưng mà chỗ này nó có cái địa điểm đây nó bị mới rồi, thoát ra làm lại đó. Thì mình chọn vô đây, vốn của mình bao nhiêu thì mình ghi vô đây, 12 tỷ. Mức lệ phí môn bài. Rồi mình chọn mình được miễn thuế nè, bấm vô tổ chức mới thành lập nè. Đó. Nếu mình khai nửa năm mình bấm vô đây coi. Đó. Rồi bấm ghi. Thông tin kê khai sai, để bỏ cái này đi. Bấm ghi. Rồi. Thì ngay chỗ này á là em làm như thế này. Nhưng mà em có nộp thuế không? Đúng ạ. Đúng rồi, em không có nộp thuế. Nào. Rồi. Lệ phí môn bài xong nha. Vâng ạ. Rồi sau đó em làm cái gì nữa? Em mua chữ ký số nè. Ba là em mua chữ ký số. Rồi mua cái gì? Mua hóa đơn điện tử. Cái lời khai thế một bài, cái khai cái này bỏ sau đi, mình phải làm cái này trước. Rồi ba là đăng ký tài khoản ở cái này là cái gì, là mở tài khoản ngân hàng. Mở tài khoản ngân hàng em không không cần phải đăng ký cho thuế, được chưa? Rồi mua chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng. Rồi bây giờ tùy theo cơ quan thuế, có cơ quan thuế á, thì em lên trực tiếp với thuế, em làm thủ tục khai thuế ban đầu đó. Thì tùy theo ông thuế, có nơi á, thì ông yêu cầu cái thủ tục này, có nơi thì ông không yêu cầu, thì em cứ em lên làm việc trực tiếp, người ta đưa mấy cái mẫu biểu rồi đó, mình về mình đi mình điền vô được không? Ủa cái chỗ em cái mic nó bị sao em nói nhỏ thế nè mic thì Nghe đó hả? đó, lâu lâu Em đang vào bằng laptop. à, thì em ấy sách em có đeo headphone không? Không ạ. À. Thì em nói nhỏ tác nghiệp nó không có được. Vâng. Thế để Rồi chắc để buổi sau em mua cái rồi, tai nghe. rồi ta nghe giống tôi nè, tôi Vâng. nè, chứ em ở bởi xa em ngồi em nói nó nhỏ tôi mới nghe. Vâng. Rồi thủ tục khai thuế ban đầu. Rồi ví dụ như em thành lập ở đây là tháng 11 đi, thì cái đây là em phải làm cái gì? Mua chữ ký số, mua hóa đơn điện tử. Rồi ở chỗ này em làm cái gì? Là về khai thuế, khai thuế giá trị gia tăng. Thì công ty em mà mới thành lập á thì bây giờ em thế này nè, khai thuế giá trị gia tăng là 100% là kê khai theo tháng. Còn nếu mà em muốn kê khai theo quý á, thì cái năm đầu tiên của em là em thành lập nó chưa cái tròn năm, nên năm đầu tiên là khai quý. Nhưng mà mặc định là khai tháng, em muốn tháng em cứ lên tháng, em không cần phải đăng ký gì, hay là khai quý em cũng không cần đăng ký gì. Em lại tưởng là nó theo doanh thu thầy, dưới 50 tỷ thì theo quý ạ. Khi mà em tròn đủ năm cơ, tức là năm 2022 nè, là em đâu có đủ năm đâu, là em quý, và 2023 cũng quý luôn, qua 2024 em mới xem lại cái năm 2023 nè.
là nó mới đủ 12 tháng và doanh thu của nó từ 50 tỷ đồng trở xuống thì 2024 mình mới kê khai theo quý và tròn tròn năm thôi. Nhưng mà thì ý tôi nói là mặc mặc nhiên là tháng nha, tôi nói chị là mặc nhiên là tháng chứ không phải là quý à. Nên em cứ muốn quý thì mình phải làm như vậy. Nên nên ý là tôi nói là em không cần nhớ, nếu mà em không cần nhớ thì cứ là tháng. Còn ví dụ nếu mà kê khai theo tháng thì một năm kê khai 12 lần, còn quý một năm kê khai 4 lần. Nhưng mà ví dụ như em kê khai theo tháng đó nha, thì có thể là phải nộp, nhưng mà em kê khai quý á là không phải nộp, đúng không? Ví dụ như cái tháng 1 2022 đi, đầu ra của em là VAT 20 triệu, đầu ra nha, đầu ra 20 triệu mà đầu đầu vào 15 triệu, có phải là nộp 5 triệu không? Phải ạ. Nhưng mà qua tháng 2 và tháng 3 VAT đầu vào nó tăng lên quá trời luôn, nên tháng 2 tháng 3 không nộp. Vậy mình tô tan 3 tháng lại nó trở thành một quý cũng trở thành không nộp, đúng không? Đúng ạ. Nó sẽ xảy ra mấy trường hợp như vậy. Vâng. Rồi thế giá trị dây tăng này nó như vậy, còn thuế thu nhập cá nhân, hai thuế thu nhập cá nhân thì thuế thu nhập cá nhân nó đi đôi với ông, nó đi đôi với ông giá trị gia tăng. Ông giá trị tăng mà quý thì ông này quý vậy đó, Vâng. nhưng mà mặc định nó là tháng hết, mặc định là tháng hết. Bây giờ cái nghị định mới vừa rồi nó ra cái nghị định 194 này là nó nói trong trường hợp này nè. Thôi nhưng mà tốt nhất vẫn là thuế thu nhập cá nhân á, là ví dụ như là cái tháng 11 xịt 2022 đi, là em có 4 lao động mà lương của mỗi người từ 10 triệu trở xuống à. Là không phải nộp tờ khai phải không thầy? Đúng rồi, là không có cái cần nộp tờ khai, tức là có trả lương nhưng mà không khấu trừ thuế thì không có nộp tờ khai. Còn hồi xưa á, là có trả lương không phân biệt có khấu trừ hay không là vẫn phải nộp tờ. Tờ khai. Nhưng mà mọi người nói là, nhất là mấy anh mà làm mà hệ thống hai sổ, là mấy anh làm dịch vụ á, là mấy anh nói là thôi bây giờ cứ cho dù không khấu trừ cứ nộp luôn, cứ nộp tờ khai luôn, hiểu không? Vâng ạ. Để làm sao, để là mấy anh kêu là ví dụ như là cuối năm quyết toán thuế mà nó ra cái số thuế phải nộp thì khúc đó là chi phí nó ít quá. Ví dụ như là năm 2022 đi, ảnh làm ra nháp nháp quyết toán thuế á, ảnh ra phải nộp tới 50 triệu lận, thì bây giờ ảnh muốn giảm cái 50 triệu này xuống thì cũng phải ảnh đẩy chi phí lên không? Anh đẩy chi phí lên thì bây giờ nó đã hết năm trả rồi, giờ đẩy chi phí chứ có đẩy chi phí tiền lương thôi đó, mà anh bù phép tiền lương lên. Thì hồi xưa là lương của người ta là 11 triệu là không có nộp thuế, bây giờ anh đẩy KPI gì doanh thu tiền lương theo KPI hay tiền lương theo phụ cấp hoàn thành công việc gì đó, đúng không? Anh đẩy lên 18 19 triệu, hiểu phải lúc này nó phải nộp không? Phải nộp thì bắt buộc phải làm tờ khai, bắt buộc phải nộp tờ khai, Vâng. nên là ảnh nộp tờ khai trước Chắc điều cho chỉnh dù sau. không phải nộp, rồi sau đó là ảnh chỉnh này lên là ảnh nộp tờ khai, thì lúc đây là không cái phạt vấn đề là chậm nộp tờ khai Vâng, đó, em hiểu ạ. anh tính như vậy. Nhưng mà đó là một trong những cái dấu hiệu mà thuế nó sẽ soi, hiểu chưa? Mình làm bất cứ cái gì là nó bất ổn là người ta biết, chứ không phải là mình muốn làm gì mình làm, hiểu chưa? Ví dụ như cứ làm hủy hóa đơn, viết hóa đơn rồi hủy hóa đơn, rồi viết hóa đơn rồi điều chỉnh, rồi viết hóa đơn rồi thay thế, rồi làm kê khai bổ sung Bất đó, thường. chắc chắn là mấy cái đó tự nhiên nó xảy ra là bất thường chắc chắn luôn, chứ không phải là anh muốn làm gì anh làm đâu. Mà nói chung là cũng tùy ông thuế nào ăn, rồi ông thuế nào nghiệp vụ cứng, nói chung cũng tùy mỗi ông mỗi kiểu, anh tu cách làm việc thôi. Nhưng mà cái kiến thức của mình nó vững thì bao giờ nó cũng hơn, chứ không phải là mình thuộc phụ thuộc cho người ta, đúng không?
Và mình cứ tỏ ra một người độc lập vậy thôi. Rồi bây giờ qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp của mình á là hàng quý không làm tờ khai nhưng phải nộp ít nhất 80% số thuế phải nộp cả năm, chậm nhất là 30 tháng 1 năm sau đó. Như vậy là ví dụ như năm 2022 của mình đi, mình quyết toán phải nộp là 100 triệu, mình quyết toán phải nộp là 100 triệu thì từ ngày 1 tháng 1 2022 cho đến ngày 30 tháng 1 2023 là mình phải nộp ít nhất là 80% của cái con số này. Đây là số quyết toán này đó. Như vậy là thuế thu nhập doanh nghiệp không cái làm tờ khai nhưng hàng quý là nộp tiền, miễn sao đến ngày 30 tháng 1 của năm sau ít nhất bằng 80% số phải nộp cả năm là được. Vâng. Vậy thôi. Còn nếu mà em nộp 70 triệu thì em sẽ bị tính tiền chậm nộp là bao nhiêu? Đúng Cũng 10 triệu ạ. rồi, tính tiền chậm nộp là 10 triệu tính từ ngày mấy? Tính từ 31 tháng 1 cho đến trước ngày mình nộp tiền. Vâng. Ví dụ như em nộp tiền ngày 29 ơi, em nộp tiền ngày 29 tháng 11 thì nó tính tới ngày 28 thôi. Tức là 28 em nộp, à quên, em nộp tiền ngày 29 thì nó tính tiền ngày 28 Vâng. thôi. Rồi. Ok Rồi ạ. không? Rồi. Rồi thế nhập doanh nghiệp là hàng quý nó là như vậy. Vâng. Vì cuối năm, cuối năm thì làm tờ khai quyết toán thì cái thời hạn của mình đó là tới ngày 31 tháng 3 của năm sau đó, thời hạn mà làm tờ khai đó. Được không? Và em nhớ chỗ này là nếu mà cái thời hạn, nếu mà cái thời hạn nó làm sao nó trùng ngày ngày nghỉ thì tính ngày làm việc tiếp theo, hiểu không? Rồi. Ví dụ 31 tháng 3 nó là ngày thứ bảy đi thì nhà nước thứ bảy không có làm thì nó qua ngày 1 tháng 4 là chủ nhật thì cái ngày chậm nộp nhất là ngày 2 tháng 4 đó. Ok chưa? Vâng. Rồi. Hình như Bích Huyền này kiến thức cũng vững lắm đúng không? Tôi thấy em trên mạng em cũng ấy mà đúng không? Vâng. Chứ em không học rồi nữa, tôi thấy kiến thức em cũng vững lắm mà. Cái này em cũng tự học nhiều ấy thầy ạ. Tôi cho em tham gia vô cái nhóm rồi đó, em tương tác rồi trên đó. Vâng. Mấy bạn hỏi quá trời á. Cái gì hỏi? Rồi. Em xem gần hết video của thầy rồi. Xem hết rồi biết hết cha rồi học gì nữa. Mỗi ngày xem một cái nhưng mà nó đang lộn xộn đấy thầy, nó chưa Lộn xộn thì em phải hỏi tôi mới biết, tôi mới trả lời chứ không phải cứ để tôi nói hoài, hiểu không? Có nghĩa là trong quá trình dạy nè, em bị có chỗ nào em cứ nói ra là trả lời luôn. Rồi bây giờ thuế thu nhập doanh nghiệp là như vậy được chưa? Đó, ngay kể từ lúc thành lập đó là như vậy đó. Rồi ok không? Có hỏi gì không? Rồi thì bây giờ là em bây giờ một sắc thuế bất kỳ thu nhập doanh nghiệp nè, thu nhập cá nhân nè, giá trị gia tăng nè, lệ phí môn bài nè đó,
Đây là bất kỳ một cái doanh nghiệp nào còn có thêm thuế nhà thầu rồi thuế tiêu thụ đặc biệt tài nguyên, nó tùy theo mỗi công ty, còn bất kỳ một doanh nghiệp nào nó cũng phải là giống như thế này. Thì em học bất kỳ một sách thuế nào em cần phải nắm những cái vấn đề như sau nè. Thứ nhất là nắm về mặt chính sách thuế là em phải đọc luật, nghị định, thông tư và công văn đó. Thì bây giờ cái cách viết của người ta bây giờ là ví dụ như là luật là quốc hội ban hành, rồi sau đó là chính phủ sẽ ra nghị định, rồi bộ tài chính sẽ ra thông tư, còn công văn là mấy ông cục thuế và tổng cục, được không? Thì bây giờ nó viết theo kiểu này. Hồi xưa là luật nó ra là 10 điều đi. Thì ông nghị định này ông giải thích cho 10 10 cái điều ở trong này. Rồi sau đó ông thông tư này ông mới chi tiết ra cái ông nghị định này. Đó là hồi xưa. Còn bây giờ ví dụ như là ông luật ông viết ra là 10 điều. Thì ông nghị định này nè. Ông không có cần giải thích cái 10 điều này nữa nha. Chỉ là lúc đây là em phải đọc cái nghị định là giống như một cái mới vậy đó. Nên là bây giờ là đọc nguyên cái này luôn. Có nghĩa là không Sao phải. trong luật không có thì nghị định mới có phải không thầy? Đúng rồi đó. Nên bây giờ mình đọc là mình phải đọc nguyên bao này luôn. Chứ hồi hồi xưa tụi mình hay đọc là làm biếng đọc mấy cái ông này đó. Toàn là đọc thông tư thôi, đúng không? Vâng, thông tư với công văn này ạ. À, từ đọc thông Vâng. tư công văn nó giải quyết từng tình huống nó dễ, được chưa? Thì cái đó em phải đọc về cái này. Thì bây giờ mình học thuế thu nhập doanh nghiệp á, là em phải đọc cái gì? Là tôi không nhớ luật nghị định đâu. Bây giờ mình chỉ đọc là thông tư 78 này, thông tư 96 này, đó, đây là cái thông tư. Được chưa? Đó, đọc hai cái này. Còn cái cách đọc công văn á, cách đọc công văn này thì ví dụ đi, thì em có thể em lên mấy cái cục thuế của tỉnh thành á, là nó ra nhiều công văn lắm. Đó là cách học đó. Đó, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh nè, đó cách đọc ví dụ như vậy, ông này bấm vô chỗ này thì cách đọc công văn nè. Đố em thường thường em đọc công văn là em đọc cái gì trong này? Đọc các điều bên dưới thôi ạ. Đọc cái nào? Đọc cái kết Vâng, đọc luận nội. này, đọc cái luận Vâng. này hả? Có đọc mấy cái trên không, hay là đào xuống là đọc kết luận liền luôn? Có Đó thầy là ạ. Đọc thì phải đọc hết chứ thầy. ok. Thì thường thường Vâng. cái công văn người ta trả lời á là người ta hay như thế này nè, là trả lời về bóng. Đầu tiên là mình phải xem là ai ban hành nè, ai trả lời nè, ngày tháng năm nè, trả lời cho công ty nào nè. Thì thường thường người ta đã trích dẫn cho mình cái điều của cái này nè, cái điều của vấn đề hỏi á, để người ta mới kết luận, đúng không? Vâng. Đây là hóa đơn điện tử nè, nhảy hóa đơn điện tử người ta trích dẫn nghị định 123, như vậy là mình phải biết nghị định 123 là hóa đơn điện tử. Nó trích dẫn cho mình tại điều 4 luôn nè. Nguyên tắc lập quản lý sử dụng hóa đơn. Xử lý hóa đơn có sai sót, nó trích dẫn mấy cái điều ở trong nghị định 123. Đó, luân hồi cuối cùng nó kết luận. Căn cứ quy định trên. Ví dụ tôi với em không cần đọc ở trên nha, mà đọc cái này thôi thì nó hiểu làm sao nha. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty và nhà cung cấp của công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 thông tư 78, công ty mua hàng của nhà cung cấp và phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoàn trả một phần đã mua hàng của nhà cung cấp, thì công ty lập hóa đơn điện tử giao cho nhà cung cấp, trên hóa đơn ghi số lượng thuế giá trị số dương. Rồi đọc tới tới chỗ này hiểu chưa? Đọc tới cái chỗ số dương này hiểu không? Đọc tới số dương này là mình đang đứng vai trò là mình là bên mua, đúng không? Thì em viết hóa đơn là giống như một nhiệm vụ phát sinh bình thường thôi, đúng không?
Ủa sao em nói văng không tôi nghe gì vậy? Không nghe rõ ạ. Em có cái tai đeo headphone không? Cái sợi dây nào mà nó Chưa, có em không có ạ. đó. Bữa sau mua cái đó để tương À, tác nha. Ra buổi mua sau mua cái thầy ạ. Vâng. đó, ví dụ như em đọc tới cái chỗ này á, là em hiểu ý luôn cái đã nè, hiểu ý rồi đúng không? Như vậy là khi mà trả hàng là bên mua trả lại cho bên bán bằng cách là viết một cái hóa đơn trả hàng, viết số dương bình thường. Nhưng mà thì trên đây nó có cái trích dẫn có trả hàng nè, mình mở lên mình xem đây nè. Khi bán hàng, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua. Đây là nó có là xuất xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả. Như vậy hoàn trả là xuất hóa đơn là đúng rồi. Nhưng mà nó kết luận cái câu này nè, hơi bị mắc cười. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hóa, công ty và nhà cung cấp thực hiện kê khai điều chỉnh giảm doanh thu đầu ra đầu vào theo pháp luật. Em đọc cái câu này em hiểu làm sao? Căn cứ hóa đơn trả lại hàng công ty, em đọc cái câu này em hiểu làm sao? Là bên mua thì giảm doanh thu ạ. Bên mua thì sao giảm Còn doanh thu? Bên mua đâu bên có bán hàng đâu mà giảm doanh thu. nào? Bên bán ạ, bên bán thì giảm doanh thu ạ. Còn bên mua Giảm doanh bên mua thì giảm giá mua vào đúng không? vâng. Nhưng mà em suy nghĩ coi, ví dụ như mình mua hàng tháng 8 năm 2022, bây giờ qua tháng 11 mình trả lại, như vậy hóa đơn đang nằm tháng 11. Như vậy với cái câu trả lời này thì cái hóa đơn tháng 11 đó, là bên mua đó sẽ kê khai bổ sung tháng 8 hay là kê khai tại tháng 11 với cái cách trả lời như vậy? Tháng 8 thầy ạ. Đúng Đúng không? rồi, nếu mà nhìn vô đây nha, nếu mà nhìn vô đây là tôi thấy từ kê khai điều chỉnh rồi đúng không? Nhưng mà dựa trên đây này nó trích dẫn cái điều đây là xử lý sai sót hóa đơn, thì em dòm kỹ nó đâu có một cái gì mà nó trích dẫn mà gọi là nó hướng dẫn kê khai không. Cái điều số 19 của Nghị định 123 là nó hướng dẫn là xử lý hóa đơn bị viết sai là viết hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn thay thế. Nói chung là nó trích như trên đây là đúng rồi, nó trích cái điều số 4 là khi trả lại hàng là viết hóa đơn trả lại là đúng rồi. Nhưng mà cái điều số 19 là nó trích bị sai, nó trích không có khớp với lại câu trả lời. Thì mình làm theo câu trả lời với thầy nhỉ? Không, cái này á, là ông Hồ Chí Minh á, là ông trả lời cho cái ông thương mại Sài Gòn này. Thì ông thương mại Sài Gòn này á, tôi không biết ông đọc ông có hiểu ông Hồ Chí Minh trả lời không, tôi không biết. Rồi với cái câu kết luận này á, mà ông viết như thế này á, là tôi không có đồng ý. Cái đây em dòm kỹ nè, cái nghị định 123 á là nó hướng dẫn xử lý sai sót hóa đơn tại điều số 19, tức là hóa đơn trước đó em viết nó bị sai. Sai đây có thể là sai đơn giá, sai số lượng, sai thành tiền mới gọi là sai. Thì sau đó mình phát hiện ra mình mới viết hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn thay thế. Thì mình qua cái luật quản lý thuế số 38 đó, là cái điều 47 đó, là nó hướng dẫn mình là kê khai bổ sung, là nó nói hóa đơn sai sót và hóa đơn điều chỉnh á thì mình mới kê khai bổ sung. Còn với cái trường hợp này theo em có phải là sai sót hóa đơn không? Cái trường hợp trả Không hàng ạ, đây này, không 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 phải sai sót hóa đơn ạ. đúng rồi, không phải sai sót hóa đơn nên không có kê khai bổ sung gì đây cả. Mà ở đây nó là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra tại tháng 11 nên bên bán và bên mua kê khai tháng 11. Ok, Vâng. chứ không, không
Nè em thấy ông nè, ông trích dẫn bên trên không có cái chỗ nào mà nói là kê khai điều chỉnh hay đó kê khai bổ sung gì mà tự nhiên xuống kết luận cái chỗ đây là kê khai điều chỉnh, không có đúng, không có cơ sở, em hiểu không? Đây nè, ví dụ như mình coi cái luật quản lý thuế 38 nè, cái này tôi có một cái video rồi, em có coi, tôi có một cái video nói về hàng bán bị trả lại ấy. Em chưa coi đến cái này thầy ạ. Đây nè, đặt điều 47 kê khai bổ sung nè, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, đây mình đọc tới chỗ này thôi, mình bỏ từ sót đi, cái chỗ này nó tranh luận nhiều lắm, có sai đây, có sai nè, có sai tức là cả hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra nó bị sai, bị sai nên mới xảy ra trường hợp là viết hóa đơn điều chỉnh hoặc là hóa đơn thay thế, thì đối với hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế 100% phải kê khai bổ sung cả bên bán và bên mua, đối với hóa đơn điều chỉnh nha và hóa đơn thay thế tức là sai sót hóa đơn á, sai sót hóa đơn thì có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế, thì lấy hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế đó cả bên bán và bên mua đều phải kê khai bổ sung giống như điều 47 này. Còn trường hợp này nó không phải là sai sót hóa đơn, mà trường hợp đây nó là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra bình thường, nên bởi vậy nó mới có tài khoản 521 đó, hàng bán bị trả lại, hiểu không? Cái đây đâu có sai sót hóa đơn đâu, rõ ràng ông trích dẫn như này là sai. Ok. Rồi em hiểu rồi ạ. Ừ. Rồi đó, đó là về mặt chính sách thuế là em đọc như vậy, và em tham gia cái group trên cái group Facebook này, rồi Zalo này, rồi kết bạn chuyên gia đó, để em sẽ học hỏi được về mặt chính sách thuế rất là nhiều, được không? Rồi cái thứ hai là em phải về, phải biết cách làm tờ khai trên HTKK, biết cách làm tờ khai trên HTKK, và cái thứ ba là em phải biết cách làm tờ khai trên HTKK tức là kê khai đó, là kê khai thuế. Rồi sau đó là em phải biết cái thời hạn, Nộp tờ khai. đúng rồi, thời hạn nộp tờ khai nó trùng với thời hạn gì nộp tiền thuế luôn, Vâng. Có nghĩa là mình nộp tờ khai xong là mình nộp tiền luôn. không ví dụ ví dụ em tờ khai thuế nhập doanh nghiệp của mình là quý 1 năm 2023 mà em làm xong vào ngày 20 tháng 2 2023, em đợi 31 tháng 3 em nộp, vì cái thời hạn nộp tờ khai là 31 tháng 3 lận, mà mặc dù em làm xong tờ khai ngày 20 tháng 2 tức là lúc này em chiếm dụng được một khoảng thời gian 40 mấy ngày, 40 ngày, đúng không? Còn nếu mà em làm xong tờ khai em nộp tiền luôn cũng được, còn không em chiếm dụng mấy chục ngày nè, nó vậy đó, hiểu chưa? Giống như cái chỗ đây nè, giống như cái chỗ mà thuế nhập doanh nghiệp mà tạm tính nè, đây nè, tạm nộp đây nè, đó là 80, là thường thường là người ta, các bạn làm ở doanh nghiệp đó, các bạn đâu có nộp hàng quý đâu, các bạn cứ đợi tới 31 ở tới 30 tháng 1 của năm 29 sau 30 tháng 1 mới nộp. đó, các bạn cứ đợi 31 rồi các bạn nộp cục rồi. Và tiếp tục là biết cách kê khai, biết cách nộp tờ khai trên thuế điện tử .gov.vn đó, biết nộp, cách nộp tờ khai, rồi biết biết cách nộp tiền thuế
điện tử qua cái thuế điện tử này. Rồi được chưa? Rồi. Đây là một sách thuế em cần phải nắm như thế này. Rồi được chưa? Bây giờ mình sẽ vô học một cái chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Ok. Thì thuế thu nhập doanh nghiệp á là em phải nắm công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đầu tiên là em phải nắm chính sách thuế nha, mình đã học chính sách thuế nha, được không? Là em phải nắm công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay là gọi là công thức quyết toán công thức quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm. Công thức quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cả năm là nó sẽ bằng nè, em phải tính ra được cái lợi nhuận kế toán trước thuế nó chính là mã số 50 trên kết quả kinh doanh, trên kết quả kinh doanh đây. Nè, kết quả kinh doanh của em rồi, nó là mã 50 chỗ đây nè. Ok. Lợi nhuận kế Và nó cũng chính là đây nè. Nếu mà trong thuế thu nhập doanh nghiệp của mình nó chính là cái này. Nó chính là mã số 22. Mã số 22 trong cái phụ lục 03 xì 1A. Cũng chính là mã số 22 trong cái phụ lục 03 xì 1A. Tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Theo thông tư 80. Bây giờ tất cả các mẫu biểu là theo thông tư 80 nha, được không? Vâng ạ. Rồi. Cái số 2 là mình mới cộng cộng vào những cái chi phí mà kế toán đã hạch toán 632, 635, 641, 642, 811. Nhưng thuế không chấp nhận theo thông tư 78 và thông tư 96 là thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Tức là làm sao? Tức là về mặt kế toán của mình là mình đã hạch toán chi phí chưa? Hay toán rồi ạ. Là toán rồi, là trong đó nó gồm chi phí hợp lý và không hợp lý theo quy định của thuế luôn, được không? Vâng. Thì từ đó mình mới bóc ra những cái chi phí mà không hợp lý theo quy định của thuế, thì mình dùng nó ra. Mình dùng nó ra tức là mình làm cho chi phí giảm xuống. Chi phí giảm xuống thì cái ông lợi nhuận trước thuế này nè, ông sẽ tăng lên đúng không? Vâng. Nên Mình mình phải đóng thêm thuế. nên mình phải cộng vô là vậy á. Rồi hiểu chứ, cộng là lý do vì sao chưa? Được chưa? Nó cộng vô là vậy. Như vậy muốn biết chi phí nào không hợp lý thì mình đi học sau. Ok. Và cái số 3 em phải làm được vấn đề này là trừ trừ ra những cái thu nhập miễn thuế, tức là hạch toán 511, 515, 711, nhưng khi quyết toán thuế thì dùng ra thì bỏ ra.
Như vậy như thế nào là những cái khoản mà doanh thu hoặc là thu nhập miễn thuế á, thì em phải lấy thông tư 78, thông tư 96 ra mình xem. Bấm À. Ctrl F, bấm thu nhập miễn thuế thì nó sẽ hiện ra, nhưng mà hiếm lắm. Hiểu không? Vâng. Ví dụ nè, công ty A là công ty mẹ, công ty B là công ty con. Bây giờ thằng con nó làm ra cái lợi nhuận sau thuế nè của 2022 á, là 100 triệu. Thì nó sẽ chuyển 100 triệu này về cho công ty mẹ. Thì công ty mẹ năm 2023 nhận được tiền sẽ ghi là nợ có 112, có gì? 515. Bao nhiêu tiền? 100 triệu. Để theo em 100 triệu này năm 2023 công ty mẹ có nộp thuế trên 100 triệu này không? Không ạ, tại vì công ty con thì được vẫn được miễn Đúng rồi. ạ. Đúng rồi, đã nộp thuế rồi. Công Vâng. ty con đã nộp thuế rồi chứ không phải miễn thuế. Thì 100 triệu này gọi là thu nhập miễn thuế tại công ty mẹ. Ok. Rồi ạ. Đó. Mấy chỗ này mà em không em mà không biết có phải là công ty mẹ đóng thuế hai lần không? Vào. Đó, mấy này Đúng. quan mấy này quan trọng đó. Em thấy không? Ví dụ em mà làm sai là nó mất hết mấy chục triệu, mấy trăm triệu của ông sếp mình chứ giỡn đâu. Vào. Được không? Này chồng đuổi ra khỏi nhà Ừ. thôi. Chồng đuổi ra khỏi nhà thì đi ở hoài. Rồi, cái số 4 nè là em mới trừ. Cái công thức này á thì tổng quát là mình ghi chỗ này cho hiểu là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nó sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân cho 20%. Đó, công thức thuế phải nộp của một năm nó là công thức này, được không? Được ạ. Đó, thì từ đây mình mới nói cái thu nhập tính thuế nè, nó chính là 1, 2, 3 này, được không? Vâng. Tới cái số 4 nè là mình trừ ra ở bên mình trừ chuyển lỗ, trừ chuyển lỗ của những Năm năm trước. trước chuyển sang, mình chuyển tối đa bao nhiêu năm? 5 3 năm. năm, à 5 5 năm. năm Vâng. kể từ sau năm phát sinh lỗ. Rồi ví dụ nè, ví dụ như 2019 là em lỗ 100 triệu. Như vậy cái lỗ 100 triệu của 2019 đi nè, theo em nó sẽ được chuyển lỗ trong vòng 5 năm kể từ Vâng. sau năm phát sinh lỗ, là nó được chuyển từ năm nào tới năm nào? Từ năm bắt đầu từ năm 20 đấy ạ, đến Đúng năm rồi, 25. 20, Nhưng 24, mà 22, 23, 24 vâng. tới 2024 thôi. Đó, 5 năm. Đấy, em hỏi đi, em cứ hỏi đi. Nhưng mà nếu mà năm 2020 này mà lợi nhuận trên 100 triệu thì nó sẽ chuyển hết phải không thầy? Đúng rồi đó. Thì bây giờ tôi đưa cái, đúng rồi, em nói đúng rồi đó. Tôi mở thêm cái bài này cho em xem. Đó, em dòm sơ qua đi.
Rồi, hiểu nguyên tắc chưa? Có hỏi gì không? Hả? Alo? Ạ. Em hiểu rồi ạ. Bích Huyền học nhanh như vậy. Tôi thấy những Ừ. cái Bích Huyền đóng hết rồi, chẳng qua Bích Huyền muốn kêu tôi ôn lại thôi. Là, hiểu rồi, hiểu quy tắc Vâng. rồi đúng không? Ok. Đó, ví dụ như năm 2009 nè, nó lỗ 100 thì xem như là nó chuyển từ 2010 tới 2014 nè, mà 2010 là nó lỗ nữa thì xem như là nó mất hết năm luôn, hiểu chưa? Đó, 2011 nó lỗ nữa là mất hết năm luôn, 2012 nó lời 20 nên nó chuyển có 20 thôi, nên nó còn 80 nè. Mình phải 8. chuyển từ năm lỗ đầu tiên trước đúng không thầy? Đúng rồi, Vâng. có nghĩa là năm 2012 là năm lời đầu tiên thì nó phải lấy cái số lỗ của cái năm trước đó. Đấy, nó phải lấy những cái số lỗ những cái năm đầu tiên chứ. Rồi, hiểu chưa? Ok. Rồi. Rồi. Và em phải nên nhớ cái chỗ này nè. Cộng vào những chi phí mà kế toán đã hạch toán nhưng thuế không chấp nhận nè. Đây gọi là chênh lệch vĩnh viễn. Vĩnh viễn luôn. Tức là em sẽ ghi vô cái chỗ này là B4. B4. Đây nè. Đây, tức là B4 của chỗ này nè. Đó, Mình ví tự dụ. trừ ra thấy mình tự trừ ra xong mình ghi vào ạ. Em cộng vô chứ sao em trừ được. Tức là em xem mấy cái tài khoản này nè. Đó. Có cái nào không hợp lý thì mình phải trừ ra mình ghi vào đấy chứ ạ. Đấy không ạ? Đúng rồi, thì em in cái sổ cái này ra, những cái ông nào không hợp lý đó, là em cộng những cái chi phí mà không hợp lý lại để em ghi vô B4, chứ mình Vâng. không phải trừ trừ ở Vâng. đây. Rồi, hiểu không? Rồi ạ, em hiểu rồi nhưng ạ. mà nhưng mà nó là nhưng mà nó gọi là vĩnh viễn luôn, ví dụ như tiền phạt này, vi phạm giao thông luôn nè đó. Ví dụ như em ghi chỗ này 20 triệu đi đó, thì có phải là nó tăng lên này, thấy không? Em thấy tăng lên 120 chưa? Rồi. Nhưng mà tiếp tục cái chỗ này. Cái số 5 này là cộng hoặc trừ về doanh thu và chi phí mà có sự ghi nhận chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán là do cái chính sách giữ thuế và kế toán khác nhau. Đó, ví dụ cho em xem này, ví dụ chỗ mục số 5 này, ví dụ này. Ví dụ mục số 5 nha. Ví dụ như bây giờ em mua chiếc xe ô tô đi, đó là 1 tỷ, thì theo em, nếu em làm một cách bình thường thì em khấu hao bao nhiêu năm? Tôi là 8 đến 10 năm phải không thầy? Là em xem ở cái thông tư nào. Thông tư 45 ạ. À, bây giờ thông tư 45, bây giờ tôi giả sử đó là 6 năm đi. Đó. Như vậy 1 năm của nó nè. Con số chẵn đi, 4 năm đi. Đó, 1 năm của nó là 250 triệu được không? Đây là thông tư 45 nha. Đó. Rồi, đây là ông thuế. Vậy thông tư 45 này là phục vụ cho thuế. Phục vụ cho thuế. Nhưng mà bây giờ là xe ô tô á, ông sếp của em á, ổng là một cái dân sành điệu, ổng cứ 2 năm là ổng đổi ô tô, không có cái nào mà ổng sử dụng trên 2 năm. Điều đó có nghĩa là cái hữu ích của ô tô này á, nó mang lại cho ổng có 2 năm thôi, tức là 2 năm ổng phải sử dụng hết cái số tiền này. Như vậy 1 năm là ổng bị hao mòn là 500 triệu. Em có hiểu ý tôi nói thế nào không?
Có, ý là nếu mà khấu hao như này thì thuế sẽ không chấp nhận. Đúng rồi, nên cái đây gọi là chênh lệch tạm thời. Như vậy ông thuế ông đưa vô chi phí của mình là trong vòng mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm. Còn mình đưa vào chi phí kế toán là mấy năm? Như vậy mình đưa chi phí kế toán là chỉ năm 2022 và 2023 thôi đúng không? Còn ông thuế ông sẽ đưa từ 2022 cho đến 2000 bao nhiêu? Bốn ạ. 25. À, 26 ạ. 25. 22, 23, 24, 25. 25 là 4 năm đúng không? Đó, như vậy bây giờ em xem nè, ông thuế nè. Ông kế toán nè. Ông thuế nè. Như vậy ông thuế ông sẽ đưa là 250. Ông kế toán của mình là ông chỉ đưa 2 năm thôi. Rồi. Như vậy ví dụ năm 2022 cái lợi nhuận kế toán của mình nè. Đó, đây là lợi nhuận kế toán. Vậy em nói đi. Năm 2022 là cái thu, từ từ nha. Cái thu nhập tính thuế đó là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái này cộng lại, ok không? Vâng. Như vậy em nói đi, năm 2022 cái thu nhập tính thuế của mình là bao nhiêu? Nhập tính thuế nhưng mà chỗ này không có doanh thu đấy. Cần gì phải doanh thu em, tôi ra tôi làm cái lợi nhuận kế toán của em rồi đây nè. Rồi em nói đi. Năm Thu nhập tính năm hai thuế. hai là 50 triệu ạ. Vô kỹ à. Cái đây là chi phí thuế. Mấy cái đây nè là chi phí thuế. Chi phí thuế nghĩa là chi phí thuế, chi phí khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Rồi hiểu chỗ này không? Đây là chi phí khấu hao đó nha. Chi phí khấu hao khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là thông tư 45. Còn cái này là chi phí khấu hao kế toán theo chuẩn mực kế toán, tức là dựa vào thời gian sử dụng hữu ích mà nó mang lại bao nhiêu năm là do ông sếp mình ông quyết định. Ông kêu 2 năm là em khấu hao 2 năm chứ không có được cãi à. Giống như ông kêu 2 năm em kêu theo thuế nó quy định 4 năm sếp ơi, cúi đầu ông nói vậy là mày không có rành về tài chính rồi. Tao sử dụng 2 năm thì tao mới hiệu quả của nó chỉ mang lại 2 năm, mỗi năm tao sử dụng 500 triệu. Như vậy là khi mày tính cái báo cáo kết quả kinh doanh cho tao, mày dự toán là mày phải tính cái chi phí 500 triệu chứ không có được tính 200 rưỡi à. Tại vì em hình dung nè, sau 2 năm ổng bán chiếc xe đó mà thì em đâu còn chiếc xe đó nữa đâu, mà tự nhiên 2 năm này em tính chi phí làm gì, cái đâu đúng kế toán. Kế toán là nó phải có chiếc xe mới tính, hiểu không? Nên ông tính chi phí khấu hao 2 năm là đúng rồi. Chứ em đừng có kêu mà theo thông tư 45 là nó tối thiểu là 4 năm. Nên anh phải khấu hao 4 năm chứ không có được khấu hao 2 năm nha sếp. Em nói vậy là không đúng. Dạ. Chẳng qua là ông sếp này á, nói chung là dân sếp, là sếp nếu mà là dân kế toán mà là học chuẩn chỉ là người ta sẽ nói là em. Còn ông sếp mà ông là dân kinh doanh
ổng ra thì ổng không biết cái gì hết, thì em nói gì sao ổng nghe vậy thôi, hiểu không? Giống như sếp của em, chồng của em muốn làm đi xây dựng đi, ổng có biết gì về kế toán thì mai mốt em làm, thì em cũng chủ yếu là em làm sao để cho không có sự chênh lệch giữa thuế và kế toán, thì em cứ À, dựa đúng vô luôn thông, ạ. em dựa vô thông tư 45, còn cái này gọi là cái mà gọi là cao hơn, hiểu không? Cái này gọi là kiến thức kế toán nâng cao, nói để cho em hiểu, chứ còn kế toán mình ngại mấy này lắm, ngại lắm, nên ít ai làm cái này lắm, nhưng mà bản chất nó là như vậy. Ok rồi, bây giờ nói lại nè, như vậy năm 2022 là thu nhập tính thuế của em là bao nhiêu? Bị âm mà thầy. Âm đâu mà âm, em đọc cái công thức trên này đi, thu nhập tính thuế nó bằng cái gì nè, áp dụng đúng thôi, Nhận kế toán trước thuế. rồi lợi nhuận kế toán như thế là 300 nè, đúng không? Vâng. Trừ Rồi đi. trong trường hợp 234 này có không? Không, 234 này không có, mà nó có cái số 5 này, tôi đang ví dụ cái số 5 nè, À, vâng. Thế thì thì doanh trong thu lợi. trong Thế trường là hợp đấy 300 triệu ạ. hả, Thu nhập tính thuế là 300 triệu. 300 đâu mà 300, thu nhập tính thuế của mình là 550 triệu. Suy nghĩ rồi, 5 phút suy nghĩ rồi. Em vẫn chưa hiểu chỗ này thầy. Ừ. Bây giờ nè, lợi nhuận kế toán cái này, cái 300 đây nè, là theo em á là nó trừ 250 hay là nó trừ 500? Lợi nhuận kế toán có phải là bằng doanh thu trừ chi phí không? Vậy theo em cái chỗ lợi nhuận kế toán này nè, mình đang làm trên sổ sách đó, Vâng. Trừ 500 thầy ạ. đúng rồi, nó trừ 500, nhưng mà mình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là mình làm cái tờ khai đây nè, Vâng. là mình theo thông tư 78 và thông tư 96 về thuế nhập doanh nghiệp, thì ông thông tư 78 và thông tư 96 thuế nhập doanh nghiệp nó nói là cái xe phải khấu hao 4 năm, thì ông mình tự tính ra, cái này mình tự tính nha, chứ khi mình làm tờ khai đây nè là mình phải tự bóc ra, chứ mình không có phải đợi ông thuế xuống đâu nha, mình dựa vô quy định của thuế mình tự bóc ra, chứ mà em mà đợi thuế xuống bóc ra nữa là nó phạt em nha. Vâng. Vậy bây giờ nè, theo thông tư 45 chiếc xe này nó khấu hao 4 năm, như vậy là chi phí nó chỉ tính 250 thôi, Vâng. mà mình đưa tới 500 rồi, như vậy nó lệch 250, như vậy ông Vâng. thuế cái năm 2022 ông chấp nhận 250 thôi, Rồi rồi em hiểu rồi thầy ạ. như vậy ông giảm Vâng. 250, Vâng. Vâng. ông giảm Thế là bao mình nhiêu, phải cộng cái chênh lệch kế vào. đúng rồi, ông cộng Vâng. 250 này, Vâng. như vậy em giờ nè, có phải ông thuế ông rải rác 4 năm là 1 tỷ không, Vâng. mà em rải có 2 năm thôi, thấy không, Rồi ạ. em thấy chưa? Em thấy thôi ạ. Nhưng mà qua 2024 và 2000 bao nhiêu Hai năm ạ. là em có chi phí kế toán không, Em không ạ. nhưng mà thuế có không? Có ạ. Như vậy năm 2022 và 2023 thu nhập tính thuế đều là 550 đúng không? Vậy 2024 và 2025 thu nhập tính thuế của mình là bao nhiêu? 250 triệu ạ. Làm cho 250. Bao nhiêu? Nói lại. Em quên thầy ạ. Là bao nhiêu? Là 300 triệu. Chưa hiểu rồi. 300 đâu mà 300. Năm 2024 lợi nhuận kế toán là 300, Vâng. nhưng thu nhập tính thuế là từ 1 tới 5. Vậy mình là bằng mấy? Nè, 2024 cái 300 này là đã trừ 250 chưa? Chưa, tại vì là mình đã loại ra rồi mà thầy. Thì đúng rồi, chưa. Vâng. Như vậy là 2024 không? Vâng. 2024 mình thu nhập tính thuế bao nhiêu? Vẫn là 550 triệu ạ. 300 trừ cho 250. 2024 là mình được tính vào chi phí thuế nè. Cái là chi phí khấu hao khi quyết toán Đúng rồi, thuế nè. em đang bị nhầm cái đấy thầy ạ. Lẫn lộn. Rồi đúng chưa?
Vâng, rồi rồi em hiểu rồi là ạ. em thấy tạm thời rõ ràng nè. 2 năm đầu em loại ra mỗi năm 250, có phải là em loại ra 2 năm đầu không? Vâng. Em loại ra chi phí 2 năm đầu khi quyết toán thuế thì nó làm cho thu nhập tính thuế của em nó cao hơn so với lợi nhuận kế toán, là thấy không? 2 năm sau là em được thuế cho phép đưa vào chi phí, là thấy không? Tôi nghĩ là 2 năm sau nè là không còn chi phí kế toán khấu hao nữa, nhưng mà thuế cho phép đưa vào 250. Như vậy thu nhập tính thuế của 2014 2024 và 2025 bằng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ đâu cho cái chi phí này, trừ cho chi phí mà thuế chấp. Như vậy đây gọi là trên lệch tạm thời. Như vậy trên lệch tạm thời khi mình quyết toán 2022 và 2023 mình giảm 250 triệu chi phí này thì mình sẽ ghi vào B mấy đây? À, Bốn ạ. không không, B4 là vĩnh viễn, mình phải phân biệt B4 là vĩnh viễn. Vậy trong trường hợp đây là mình sẽ ghi vào B7 là 250 đây. Đó. Rồi được chưa? Đó. Dạy sẵn cho em đó. Rồi được không? Vâng, rồi em hiểu rồi ạ. Là 2022 và 2023 là mình loại ra ông thuế ông chấp nhận 250 thôi mà mình đưa chi phí thứ 500 nên ông loại ra 250, mình sẽ ghi vào B7. Nào. Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế nè. Vậy mình ghi vào B7. Vậy B7 nó khác B4 chỗ nào? B7 nó khác B4 ở chỗ là nó là trên là tạm thời thôi. Tức là những năm sau không còn chi phí kế toán nữa thì lúc đó sẽ được tính vào chi phí khi quyết toán thuế. Thì qua 2024 và 2025 thì 250 triệu nè, mình sẽ ghi vào B B12. B12, vâng. Các khoản điều chỉnh sao? Rồi được chưa? Rồi ạ, rồi em hiểu rồi thầy ạ. Nắm lại đi, thấy rõ Vâng. không? Rồi. Bây giờ em mới hiểu chỗ này. Vâng. Ừ. Đó. Rồi. Rồi tiếp đi chỗ này nè. Ví dụ như bây giờ tôi ví dụ như đây là cái kết quả kinh doanh của mình đây. Đây, kết quả kinh doanh. Doanh thu là tỷ. Rồi, giá vốn là 800 triệu. Rồi, chi phí bán hàng là 400 triệu. Rồi, như vậy đây là mình đang lỗ bao nhiêu? Lỗ Rồi, 5 phút. Bây giờ 5 phút này. Đây là kết quả kinh doanh nha, theo sổ sách đúng không? Rồi, em dồn ở trên này. Em dồn công thức ở trên này. Rồi. Tôi giả định là làm sao? Là về mặt chính sách thuế và kế toán ở đây của mình là nó giống nhau hết. Thì bây giờ em xem coi. Em nói tôi coi, có trường hợp nào mà mình lỗ? Đây mình đang lỗ này. Vâng. Thì có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không? Không, lỗ thì không đóng thuế ạ. Nè, giờ đây này, nhắc lại nè. Đây là kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính nha. Vâng. Báo cáo tài chính là hạch toán doanh thu và chi phí theo chuẩn mực kế toán. Vâng. Không phân biệt thuế có chấp nhận chi phí hay không, không phân biệt, mà là ông Vâng. chủ ông chấp nhận đó là chi phí. Tức là Vâng. ông chủ chấp nhận 400 là chi phí luôn. Vâng. Nhưng mà cuối mỗi năm thì mình phải làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp theo cái công thức này. Vâng. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra của tôi là trên kết quả kinh doanh mình lỗ như thế này nè. Thì tôi hỏi có khi nào năm 2021 mình lỗ
mà công ty vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp không? Có thầy ạ. Để khi nào em nói khi nào? Khi mà những cái chi phí của mình được thuế nó không chấp nhận ạ, họ loại ra. Chi phí nào đâu, em cứ ví dụ đi. Ví dụ như kiểu những hóa đơn trên 20 Không, triệu. cụ thể trên đây nè, em cứ nói chuyện cụ thể trên đây nè. Mình đang có chi phí là 632 nè, cái đây là 632 nè, ở đây là 642 nè. Rồi em, bây giờ em chỉ cần biết như thế này nè, chi phí mà thuế không chấp nhận là chi phí không có hóa đơn, hoặc là chi phí mà từ 20 triệu mà có hóa đơn mà thanh toán bằng tiền mặt chẳng hạn, đúng không? Rồi bây giờ em nói đi, ví dụ như em nói tổng quát thôi, em đừng đi vô chi tiết đi, là chi phí thanh toán tiền mặt, em đừng nói, em chỉ cần nói tổng quát cho tôi. Bây giờ nè, mình đang lỗ 200 thì em chỉ cần nói thôi, khi nào thì mình sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở chỉ tiêu B4 này nó là nhiều hơn 200 triệu ạ. Đúng rồi đó, em chỉ cần nói Thì vậy là được rồi, vâng. tức là khi mà em nói là trong cái 400 và trong cái 800 này nó có chi phí không hợp lý lớn hơn 200 là sẽ nộp thuế rồi, vậy được không? Ok chưa? Rồi ạ. Rồi em hiểu rồi thầy Vậy ạ. bây giờ tôi ví dụ tiếp thôi à. Nếu mà công ty mình chi phí hợp lý hết, chi phí hợp lý hết luôn rồi, thì xem như năm 2021 là mình lỗ bao nhiêu? Lỗ 200 ạ. Thì cái số lỗ này sẽ được Chuyển sang năm sau ạ. chuyển lỗ trong vòng 5 năm từ năm 2022, đúng không? Rồi. Vậy thì tôi hỏi tiếp tục, trong cái 642 này nó có 50 triệu là không có hóa đơn. Vậy cái số lỗ dùng để chuyển lỗ là bao nhiêu? Là 250 triệu ạ. Hả? Nhắc lại, Có thể hỏi lại ạ. trong trong cái 642 400 triệu này nè, là nó có 50 triệu là chi phí không hợp lý khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp, tức là không có hóa đơn chẳng hạn, hay là hóa đơn từ 20 triệu mà thanh toán bằng tiền mặt nên có 50 triệu là chi phí không hợp lý, hiểu như vậy đi. Thì tôi hỏi rằng là cái số lỗ mà dùng để chuyển lỗ từ năm 2022 trở đi là bao nhiêu? Họ hiểu câu hỏi lắm rồi ạ. Đây, đây là kết quả kinh doanh, À. là báo cáo tài chính, là nó dựa vô chứng từ không phân biệt là chi phí hợp lý hay không. Cái đây là nó thuộc sở hữu của công ty. Còn khi quyết toán thuế nhập doanh nghiệp của mình á, mà mình biết được rằng là công ty có nộp thuế hay không, cũng như là xác định cái số lỗ dùng để chuyển lỗ á, là em áp dụng công thức này. Em áp dụng tới cái chỗ này nè. Đó. Em áp dụng tới cái chỗ 1 2 3 giùm tôi thôi được rồi. 1 2 3 5. Bỏ cái 4 đi. Em ghi cái công thức đó đi. Công thức dùng để chuyển lỗ, tôi sẽ gửi em file này. Công thức dùng để xác định số lỗ dùng để chuyển lỗ là không có được lấy trên kết quả kinh doanh, mà hãy lấy cái công thức đây. 1 cộng 2 trừ 3 cộng 5. Rồi em nói giùm tôi cái trường hợp hồi nãy đi. Em nói giùm tôi cái trường hợp nãy đi. Là mình bao nhiêu? 400 triệu.
phải 250 triệu không thầy? Chi phí Giảm là chi dục ra chi phí 50 triệu. Em áp dụng lại công thức này đi. Cái câu trả lời vừa rồi là không đúng. Nói lại. Một cộng hai trừ ba cộng trừ năm. Đó, em bỏ số liệu vô thôi. Bao nhiêu? Mình bỏ số liệu vô thôi. Bao nhiêu nè? Cộng 50. Em đang lỗ 200 đó, em đừng, em ghi âm hai, em ghi âm 200 mới đúng, chứ em ghi dương 200 là sai. Cách Vâng. nãy em ghi dương 200 đúng không? Vâng. Vậy là Thế bằng là bao còn nhiêu? 150 à thầy? Đúng rồi đó, 150 Vâng. nè, 150 nè, dòm nè. Thế thu nhập doanh nghiệp nè. Khi mà em làm quyết toán thì em chọn cái này nè, thông tư 80 nè. Đây nè, chỗ này nè, nó sẽ là âm 200 nè. Nè, B4 của em nè, em cộng 50 nè. Đó, cái này 150 nè, thấy không? Alo, thấy không? Đó, rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo là giả sử hồi nãy cho trong cái doanh thu của mình á 1 tỷ á, nhớ không? Nó có 100 triệu là thu nhập miễn thuế rồi, và cái chi phí hồi nãy vẫn là 50 triệu là không hợp lý rồi, em xác định cái số lỗ dùng để chuyển lỗ dùm tôi đi. Tỷ trừ đi 100 trừ đi 50 triệu rồi ạ. Hả? 850 triệu phải không ạ? Gì 850 triệu gì vậy? Nói lại là trong 1 tỷ này nó chỉ có 100 triệu là thu nhập miễn thuế. Mình sẽ trừ đi 100 triệu miễn thuế. Vậy là nó còn bao nhiêu? Còn 900 ạ. Xác định giùm tôi. Xác định dùng tôi số lỗ dùng để chuyển lỗ theo cái công thức này, không cái đụng chạm gì ở trên này nha. Cái trên này là sổ sách kế toán đã thể hiện chứng từ rồi, còn mấy cái thông tin kia là mình đọc chứng từ, mình đọc quy định của thuế để mình biết được là nó có được cái thu nhập miễn thuế như vậy để mình áp qua công thức này, chứ mình không có đụng chạm gì tới kết quả kinh doanh ở trên này nha. Đây là báo cáo tài chính là không có sửa được. 1 cộng 2 trừ 3 cộng trừ 5 chảy ra bao nhiêu? Mươi ạ. Hả? 150 hả? 50 ạ. 50. Trừ 200 cộng 100 trừ 50 đúng không ạ? 50 Miễn thấy thuế chung, mình 50 là thấy sai đó. không 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 phải thầy ạ. Trừ là 300 300.
200. Trừ 100. Nhớ ghi âm 200 nha, em hay ghi dương 200 là thấy sai sai nha. Mình đang lỗ 200 mình nên mình ghi lợi nhuận trước thuế là âm 200. 350 phải không thầy? Không, 350 là sai. Từ 200 trừ 100 cộng 50. Trừ 200 nè. Rồi bao nhiêu? 100 ạ. Cộng 100 hả? Từ 100 ạ. Trừ 100. Cộng với 50 ạ. Nhảy ra bao nhiêu? 350 ạ. Sao 350 được? À, 300. 250. 100 là 3 trừ 300 trừ 300. À đúng rồi ạ, trừ 300 trừ 50 còn 250. Đúng rồi ạ. Đó, 250 ở dưới Vâng, nè. vâng. Vâng. Rồi, như vậy em phân biệt được giữa cái kết quả kinh doanh của mình. Cái kết quả kinh doanh đây là trên báo cáo tài chính đây nè. Nó là cái số liệu của chủ sở hữu, tức là lỗ thiệt của công ty. Cái lỗ thiệt của công ty là 200 triệu. Nhưng khi mà mình để mà biết được là công ty mình đóng thuế bao nhiêu, cũng như là biết được công ty mình lấy số lỗ nào dùng để chuyển lỗ, thì mình phải áp dụng công thức bên tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp là cái công thức này, hiểu không? Đó, như vậy là nó khác nhau rồi đó, vậy không? Khác nhau về số lỗ theo kết quả kinh doanh và số lỗ dùng để chuyển lỗ là khác nhau. Rồi, kết luận cái câu đó là được chưa? Số lỗ theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nó khác với lại số lỗ dùng để chuyển lỗ. Ok. Rồi. Mặc dù kết quả kinh doanh lỗ nhưng mà cũng xảy ra trường hợp là đóng đóng thuế. Đó, Vâng. rồi. Rồi, em rồi. Đó, ok, được Cái này khó thế chưa? Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những cái sắc thuế là dễ. Nó vâng. dễ gì? Còn thuế giá trị gia tăng là dễ nhất, thuế là dễ nhì, còn thuế thu nhập cá nhân mới là khó ba, à là dễ ba. Dễ đứng thứ ba. Cho nên là thuế thu nhập doanh nghiệp đây là dễ chứ không phải khó, thuế thu nhập cá nhân mới khó. Vâng. Công thức thôi nè, em dùng kỹ đi, công thức thôi, cứ thuộc Vâng. bài thôi, dùng kỹ đi, cứ thuộc bài mà làm thôi. Đâu khá, đâu có gì đâu. Ăn tôi em Vâng. bỏ số liệu hôm nay nè, số âm hay số Đúng. dương, cái điều đó mới là điều mình hay lộn, được không? Vâng, đúng rồi ạ. Đúng, đúng rồi. Rồi thì Vâng. em đầu tiên em thuộc cái công thức này xong rồi nè, thì cuối năm á là mình làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp á, là mình vô đây cuối năm em làm quyết toán thuế nhập doanh nghiệp thì em vô cái thuế thu nhập doanh nghiệp nè. Đó, em chọn cái mẫu đây nè, tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp mẫu 03 theo thông tư 80 nè, em bấm vô đây rồi em chọn năm năm mình quyết toán được không. Rồi. Rồi chỗ này thì em bấm vô cái phụ lục 03 xịt 1A này và 03 xịt 2A, 03 xịt 1A và 03 xịt 3B không, và cái chuyển lỗ lỗ Nếu mình không đỗ thì mình không không chọn cái 03 xẹt 2 kia thầy nhỉ? đúng Vâng. rồi đó. Thì bây giờ nè, ví dụ như đây là tôi đang làm tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp năm 2022, mà Vâng. nếu đây là năm đầu tiên công ty em mới thành lập năm đầu tiên thì không có cái phụ lục 03 xịt hai này được không? Vâng. Rồi thì em dùng kỹ nè, nếu đây là năm 2022 thì em xem cái phụ lục 03 xịt 2A cái phần 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 1 thôi nè. Vâng. Đâu có mà sau năm 2022 đâu.
Vâng. Đấy, nói trước luôn rồi, thấy không? Nói trước nè, thấy không? Vâng. Mà ví dụ 2017 nè, nó sẽ được chuyển lỗ vào 2018, 19, 20, 21, 22, đúng rồi nè. Thấy không? Ví dụ 2017 nè là nó lỗ. Vâng. Thì có phải là nó chuyển từ 2018, 19, 20, 21, 22 nè, có phải là mình đang làm 2022 nó còn 2017 nè, thấy không? Vâng. Ví dụ như Rồi. bây giờ qua 2023 đi. Vâng. Theo em cái chỗ này 2023 nha. Thì mình làm cái mẫu 03 xịt 2A nè. Là trên đây nó thể hiện từ năm nào tới năm nào? Từ năm 20 thầy vừa bảo hai mấy nhỉ, 23 thì từ À, năm 18 ạ. đúng rồi, 18 tới Vâng. 22. Vâng. Rồi được chưa? Rồi ạ. Thì bây giờ cho em thực hành cái mẫu chuyển lỗ này á, thì em làm cái này giùm tôi trước nè. Rồi. Bây giờ em xem cái bài này. Em đọc cái đề từ cái lúc này thôi nè. Hay là ví dụ nè. Đó, ví dụ này nè. Làm giống như thế này nha. Thì cái đây là tôi cho cái đề là năm 2022, 23, 24 gì đây nè. Đây là cái cũ thì khi mà em chọn trên đây nè. Ủa, cái máy của em có HTK chưa? Em có rồi thầy ạ. Thì em mở ra giống tôi gì nè. Em nghe tôi nói chứ đây nè. Em bấm vô đây, em chọn cái tờ khai quyết toán 03 cái cũ nha. Rồi, thì cái đây là cái đề bài của tôi cho nè. Em làm từ 2021, 22, 23, 24, 25 nè. Đó, làm cách làm cái phụ lục chuyển lỗ này giùm tôi đi. Đó. Vâng. Rồi. Ví dụ công ty Hải Mùi có tình hình quyết toán qua các năm, giả sử rằng lỗ các năm là lấy số liệu bỏ chỗ này khỏi cái này, và cái số lỗ là cái công thức này là được rồi, đúng không? Rồi, lỗ này là lỗ để chuyển lỗ, không phải là lỗ trên kết quả kinh doanh nhé. Giả sử năm 2021 là năm đầu tiên đó. Bây giờ em tự cho đi, em tự cho số liệu quyết toán từng năm. Đây ví dụ đây, em bấm vô đây giùm tôi làm thử năm cho em xem, rồi bắt đầu em làm nè. Đây tôi bấm vô đây. Rồi tôi chọn đây là 2011, đây là năm đầu tiên của tôi. Đây. Rồi công ty bị lỗ nè. Bị lỗ 30.998 thì đây. Thì đầu tiên em vô 2021 nè, em chọn như thế này. Em luôn luôn bấm phụ lục 03 xịt 1A. Luôn luôn nha, rồi bấm đồng ý. Vâng. Rồi bây giờ em đầu tiên em làm thì em làm cái 03 xịt 1A này trước nè. Em bấm vô 03 xịt 1A này nè. Vâng. Thì ở đây người ta cho mình cái số lỗ là 30. 30.998.440 đúng không? Bây giờ em tự cho số liệu ở chỗ đây luôn nè, em cho cái lỗ ở chỗ đây, em ghi chỗ này luôn nè, 30 nè. 30.998.440. 30.998.440 đó, nó ra lỗ là, thấy không? Vâng. Tự cho, còn không em cho doanh thu, rồi em lấy doanh thu em cộng thêm chi phí này, rồi em cộng cái số lỗ này nghĩ ra chi phí, Vâng. nghĩ sao nó ra chỗ này. Cho số lỗ này. Vâng. Rồi nó ra số lỗ này đúng không? Vậy đây là cái năm đầu tiên nè, là không có làm phụ lục chuyển lỗ này, thấy không? Năm đầu tiên nó có phải làm phụ lục chuyển lỗ. Rồi xong Vâng. em làm xong em bấm nút ghi nè. Rồi khi mà em làm xong á, em bấm nút ghi mà nó không hiện cái gì hết á, nó ghi dữ liệu thành công, tức là cái file em làm đúng. Vâng. Rồi xong bây giờ em tiếp tục em làm 2012, 2013 giùm tôi giống trong này đi, làm cái cho nó quen đi, rồi tự làm đi, mở ra làm coi. Làm luôn là thầy. Em mở ra em làm đi, em mở ra em đọc vô cái đề này em làm, ở dưới là bài giải của tôi nè. Em tự đọc cái đề em làm rồi xem coi bài giải nó giống bài giải tôi không nhé. Vâng. Rồi mở ra làm đi.
Làm tới năm nào rồi? Alo, làm tới năm nào rồi? Làm 2 năm thôi cũng được, làm cho biết thôi. Rồi Em làm tới 2013 rồi. bây giờ xem đây, tôi nói cho mình nghĩ nè, 2012 em làm giống vậy không? Mở mic lên. Có thầy ạ. Rồi 2013 làm có giống vậy không? Đúng không? Năm 2013 không thầy ạ. Em 2012 nè. Thì 2012 thì được rồi ạ. 2012 nè thì công ty lỗ nè, thì như vậy đúng rồi đúng không? 2013 nè. 2013 nè, công ty sẽ không phải nộp thuế mặc dù công ty có lãi. Như vậy 2013 là lãi đó em. Là em làm giống vậy không? Lãi 4266 hay sao đó, Đúng rồi. đó. Để 2013 Mình em phải chỉ là được chuyển lỗ cái số lỗ ha, cái số lỗ 4.266.000 này thôi ạ. đúng rồi, thì em phải làm giống 2013, em phải làm cái mẫu giống như thế này, được chưa? Rồi ạ, rồi, rồi, rồi. Như vậy về nhà làm tiếp cái này nha. Rồi Vâng ạ. bây giờ tôi chỉ em cái cách mà nộp tờ khai nè. Có nghĩa là sau khi mình làm ở trong này xong thì em bấm nút ghi, nó ok rồi. Em bấm kết xuất, em bấm ra xuất ML, em bấm cái này ra, đừng có đổi file nha, không có đổi file được không? Vâng. Rồi. Rồi cách nộp thuế nè, thì em vô cái trang thuế điện tử.gztờ.gov.vn. Em vô cái trang thuế này. Rồi. Thì em phải có cái token nha, em mua cái token đúng không? Vâng. À. Kính Thì em vô cái trang này, em bấm chỉ doanh nghiệp. Ủa cái này em làm chưa? Làm rồi đúng không? vâng ạ. Em làm rồi thầy ạ. Làm rồi thôi nha. Alo. Ủa sao tắt hoài Dạ. vậy? Nếu không, nếu biết Nếu có trẻ con nó cứ kệ không sao khóc. đâu, cứ mở ra. Vâng. Phải làm rồi biết rồi thôi, khỏi làm nha. Vâng, em biết nộp rồi thầy ạ. Rồi biết nộp rồi thôi khỏi làm. Bây giờ tôi nói thêm cho em cái này, Vâng. bây giờ tôi nói thêm cho em cái này. Bây giờ cái chỗ này hiểu chưa? Cái đã nè, 2013 nè, Vâng, em hiểu rồi ạ. rồi qua 2014 nè. Em dòm 2014, em từ 2013 nó qua 2014 em dòm cái này. Công ty không phải nộp thuế mặc dù công ty có lãi nè. Đó. 2014 là lãi bao nhiêu? Hơn 20 triệu ạ. 24.71.737. Vâng, Thì em thì để ý cái mình chỗ lại này chuyển nè. lỗ tiếp. Vâng. Không, nhưng mà em để ý cái cột 4 nè, em thấy cột 4 không? Có Đó, cột 4 là số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước. Tức là mình đang làm 2014 thì cái số 2011 nó lỗ là nó đã chuyển vào 2013 là bao nhiêu đây rồi nè. Thì nó còn lại là 26 nè. Thì nó còn lớn hơn cái số lỗ của 2014 nữa nè, thấy không? Nên bây giờ 2014 nó còn lớn hơn cái số lãi 2014 nữa, nên 2014 của mình cũng không nộp thuế luôn. Mình chuyển hết cái số lỗ của 2011 qua luôn thì nó còn lỗ tiếp là, thấy không? Rồi, hiểu chưa? Rồi. Ok. Rồi. Tiếp tục, bây giờ tôi nói về cái chi phí, một chi phí mà để thuế chấp nhận nha. Thì bây giờ em đọc cái thông tư 78.
Thì đây mình đọc thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây. Cái lợi nhuận kế toán trước thuế là hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ mình qua số 2 nè, cộng những khoản chi phí mà thuế không chấp nhận nè. Như vậy mình phải định nghĩa như thế nào là một chi phí thuế chấp nhận? Thì đây. Thì cái này á, là em xem cái thông tư 78 2014 và cái thông tư 96. Thì em kéo xuống điều số 6 nè. Đó. Đây, ABC, nó phải có mảng ABC. Vậy bây giờ mình coi mình định nghĩa từng cái nè. Bây giờ cái A này. Khoản chi, nói chung là một khoản chi mà nó được thuế chấp nhận là nó đáp ứng ABC, được không? Vậy bây giờ A nè. Vậy khi mà em ghi nợ chi phí có tiền hay có 111 112 331 á, thì em phải chứng minh là nó thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh cơ. Thực tế phát sinh là được rồi, nhưng mà phải liên quan đến hoạt động kinh doanh. Như vậy theo em chứng minh ngay chỗ này bằng cách nào? Bây giờ mình làm hai ý nè. Thực tế phát sinh thì theo em mình chứng minh bằng cách nào? Em ví dụ cụ thể thôi. Cái đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy theo em một nghiệp vụ mà em chứng minh nó thực tế phát sinh đó, em chứng minh bằng cách nào? Hóa đơn ạ. Hóa đơn Nghiệp vụ đủ đó chưa? phải có hóa đơn, hợp đồng ạ và chứng từ thanh toán. Như vậy mình nói ngắn gọn lại một ý thôi, cái đó là em liệt kê. Như vậy theo em để mà em chứng minh một 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 cái nghiệp vụ mà thực tế phát Phải sinh có đó, đầy đủ chứng từ ạ. đúng rồi, phải có đầy đủ chứng từ chứng minh từ lúc phát sinh cho đến khi hoàn thành, tức là em giải trình được vì sao có cái nghiệp vụ đó thì nó mới gọi là thực tế phát sinh, được không? Tức là nó phải có thật nữa. Nó có thật thì em phải, nó gọi là thực tế phát sinh thì em phải có. Nếu mà em làm kế toán tại công ty em nha, thì khi mà em cầm trên tay bộ chứng từ, người ta đi mua hàng về đi, ví dụ như quy trình bây giờ công ty em sửa xe ô tô, Vâng. bây giờ nó thiếu phụ tùng, thì cái quy trình nó thiếu phụ tùng thì làm tờ trình bla bla, rồi cái thằng đó nó đi mua hàng về, thì làm sao em biết được cái khúc này em kiểm soát bằng cách nào? Đúng không em? Mua hàng về thì phải có hóa đơn ạ. Rồi hóa đơn rồi gì nữa? Đơn rồi là biên bản bàn giao của bên Sáng bên bản bàn giao của bên bán. rồi gì nữa? Nếu Đúng mà chưa? Tí. khoản chi đấy nó nhiều thì phải có hợp đồng nữa. Ừ. Rồi tiếp. Không có hợp đồng được không? Được. Tiếp. Tiếp. Ha, đủ rồi. Nếu mà ông đó ông chi tiền túi của ông thì về làm giấy đề nghị thanh toán rồi em lập phiếu chi ra đúng không? Nhưng mà em khi mà em nhận cái hóa đơn của người ta về em có kiểm soát cái gì không? Em phải kiểm tra xem cái hóa đơn đấy nó đã hợp lý hợp lệ chưa ạ? Bằng cách nào? Thì bây giờ nè, bây giờ em vô cái trang này check invoice nè. Đây bây giờ là hóa đơn điện tử được Cứu không? hóa đơn, tra cứu hóa đơn là thế. Bây giờ là họ khi mà bây giờ là hóa đơn điện tử thì người ta sẽ gửi email cho em. Vâng. Thì người ta sẽ gửi file PDF và file XML. Thì file XML em không có xem được đâu. File XML em phải vô cái trang check invoice nè. Là em bấm chữ duyệt file. Rồi em kéo cái file XML đó về.
ví dụ như một cái file XML cho em xem. Đây em kéo file XML này về đó. Đây đây là cái trang web dùng để xem file XML. File XML là file có hiệu lực nha, còn file PDF là cái file bản thể hiện thôi. Ông thuế á, ông có cái phần mềm của ổng để ông kiểm tra file XML. Một hóa đơn mà hợp pháp, bây giờ người ta định nghĩa là hợp pháp nha, người ta định nghĩa hợp pháp chứ không không có hợp lý hợp lệ gì ở đây cả, là nó phải đúng như điều số 10 của nghị định 123. Nghị định 123 là cái điều số 10, là những chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn. Đây, nội dung hóa đơn nè. Để em về em đọc cái điều số 10 này. Thì trong đó là chỉ tiêu bắt buộc á, là nó có ngày lập. Đây, ngày lập nè. Đây, ngày lập và ngày ký. Là ngày ký hóa đơn trùng với ngày lập nè. Tức là một hóa đơn trên đây nè, là nó phải có ngày, Ký á, ngày ngày lập. lập trước Vâng. và ngày ký. Là ngày ký là người bán. Ở đây thì nó ghi, nó kiểm tra cho mình là ngày ký trùng với ngày lập là ngày 14 tháng 11 luôn, được không? Thì em về em đọc cái điều số 10 này nha. Là trong đó nó nói là ngày lập khác ngày ký vẫn được. Rồi. Nhưng mà nó có một cái ngày gọi là ngày cấp mã nè. Đây, ngày cơ quan thuế cấp mã này. Có 3 ngày nè. Như vậy cái ngày mà cơ quan thuế cấp mã ở đây nè cũng rất là quan trọng. Thường á là nó trùng với lại ngày này, ở đây nó trùng nè, thấy Vâng, không? chung Nó với cấp ngày mã nhanh ký lắm. á. Nó cấp mã, dù như em gửi trong rồi không chừng 5 giây, 6 7 giây là nó có cấp mã. Nhưng mà có nhiều trường hợp á là ngày ký là 14 tháng 11 nhưng mà ngày cấp mã có thể qua tháng 12. Lý do gì đố em biết? Ví dụ như em lập hóa đơn là em lập ngày, em lập xong rồi em ký, nhưng mà em làm sao mới hồi nãy tôi nói là ngày cấp mã là tháng 12, thì cái trường hợp đây xảy ra là khi nào? Do lỗi hệ mà Do đúng rồi, cũng có thể là ok do lỗi hệ thống. Có nghĩa là em gửi cho ông thuế mà ông hệ thống nó như thế nào đó, cái ông không cấp mã cho mình, chứ mình lập một cái hóa đơn mới đúng không, gửi khách hàng luôn, rồi sau đó tự nhiên cái ông cấp mã cho mình. Ok, đó là một cái lỗi. Thì trong trường hợp đây mà nó xảy ra như vậy là em cùng một nhiệm vụ em có hai hóa đơn thì em phải hủy bớt một cái hóa đơn đi, được chưa? Nhưng mà ông thuế á, ông trả lời trên đây là em về em đọc lại em nè, tôi gửi cho em xem luôn. Nên em thấy thuế nó rất là, em phải cập nhật thường xuyên liên tục nên nó rất là phức tạp em ơi. Ông thuế ông trả lời này, em đọc qua em hiểu ý ông sao nha. Đây, đây nè, em đọc đi. Em đọc cái câu này nè, đó. Okay. Doanh nghiệp thực hiện thường sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp phải gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. Trường hợp doanh nghiệp gửi hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế cho người mua thì trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế cấp mã, sau đó gửi người mua hóa đơn đã có mã của cơ quan thuế. Hồi nãy cái tình huống của tôi với em nói là có gửi rồi nhưng mà là cơ quan thuế nó bị lỗi nên nó không cấp mã. Rồi sau đó mình lập một hóa đơn mới mình gửi cho khách hàng. Rồi sau đó ông thuế ông mới cấp mã, đúng không?
Vâng. Thì trường hợp đó nó không có giống giống trường hợp này, thì đối với lại cái trường hợp đó là bắt buộc mình phải hủy bớt một tờ hóa đơn thôi. Vâng. Rồi bây giờ cái trường hợp này là khác nè, em thấy trường hợp này là 5 hôm sau tức là ông này ông quên gửi cho cơ quan thuế mà ông gửi cho khách hàng trước, đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu mà em là khách hàng á, thì em nhận hóa đơn này thì em phải báo liền chứ, đúng không? Điều đó nghĩa là cái ông bên mua á, ông chả biết gì hóa đơn điện tử luôn, nếu mà không kiểm tra luôn. Rồi sau đó cái ông bán á, 5 hôm sau ông mới quên, ông mới gửi ông thuế, thì ông thuế ông nói trong trường hợp đây là không, hóa đơn này không có hợp pháp nên phải hủy hóa đơn này, lập hóa đơn mới gửi cho người mua, rồi vậy đó. Rồi hiểu không? Vâng, có nghĩa khi là mình nhận hóa đơn mình phải kiểm tra xem có chữ ký của cơ quan thuế chưa. Đúng rồi, có mã chưa, tức là chỗ này cái mã đây nè nè, mình vô cái check invoice này em xem, khi mà hóa đơn đó mà nó chưa có mã đó thì chắc chắn là trong đây nó sẽ báo gì, báo lỗi, trong đây nó sẽ kêu là cơ quan thuế chưa cấp mã, ví dụ vậy, Hiểu ạ. nó sẽ báo nè, hiểu không? Vâng. Đó, vậy đó, rồi hiểu chưa? Nên như về hóa đơn điện tử này cũng rất là phức tạp nè. Mà đúng mà, tại vì cái mã đây nè nó cũng phải có ngày, tức là cái ngày này hóa đơn nó có 3 cái ngày lận, trên cái file XML em mới thấy được 3 cái ngày đó, là Vâng. ngày lập, Ngày ký và ngày cấp ngày mã. ký và ngày cấp mã. Còn cái file PDF á em chỉ thấy 2 ngày thôi, đúng không? Vâng, đúng Và rồi ngày ạ. đó nghe nói file PDF cũng có nhiều tình huống, nhìn Vâng. trên đó là ngày lập và ngày ký á là chung, Vâng. mà kiểm tra XML 2 ngày nó khác, nên cái đó là về kỹ thuật hay như thế nào tôi cũng không có làm, nhưng mà người ta có hỏi như vậy đó, là 2 ngày trên file PDF á là nó trùng nhau, nhưng mà kiểm tra XML là 2 ngày đó nó khác. Nhưng mà cái file, tôi nhắc lại nha, cái file mà để thuế chấp nhận á là file XML chứ không phải là file PDF nha. Ok. Rồi. Thôi. Thôi nói tiếp đi, chỗ này nói xong luôn đấy nè. Rồi như vậy là em phải chứng minh cái thực tế phát sinh mà nó liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Như vậy nếu mà tại công ty của em á, khi mà em nhận cái hóa đơn của cái bên bộ phận mua hàng nó đi mua về á, thì em phải kiểm tra cái hóa đơn giống như nãy tôi nói, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai á, là em phải hỏi là cái hóa đơn này có phải là anh mua tại công ty A và công ty A xuất không, hay là anh mua tại công ty A mà anh lấy hóa đơn tại công ty B đó, nó có trường hợp này nha. Có, đúng rồi ạ. Đó, Có. nên cái đó, nên cái đó mới gọi là, vậy cái trường hợp đó nó có thực tế phát sinh không? Không ạ. Nó có thực tế phát sinh À, nhưng vâng, mà có thực tế phát sinh. nhưng mà chứng từ không hợp pháp, nó nằm ở chỗ này nè, khoản chi có hóa đơn chứng từ không hợp pháp là nó nằm chỗ này, nên cái ý chỗ này là khoản chi nó phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, Vâng, rồi. là trong trường hợp hồi nãy là nó có thực tế phát sinh và nó có Vâng, liên quan tới nhưng hoạt động kinh doanh luôn, nhưng mà chứng từ nó không hợp pháp là nó nằm ở chỗ này, hiểu chưa? hiểu rồi ạ. Vâng, rồi. Rồi. Và cái khoản chi đó mà có hóa đơn, em giờ là khoản chi nếu có hóa đơn đó, thì như vậy là khoản chi mà chi lương thì cho dù từ 20 triệu tiền mặt cũng ok luôn. Như vậy khoản chi mà có hóa đơn mà từ 20 triệu là bắt buộc phải chuyển, còn khoản chi mà không có hóa đơn, ví dụ như là tiền lương, thì 20 triệu tiền mặt vẫn ok, được chưa? Rồi ạ. Vậy đại Vâng. đa số là có hóa đơn, đại đa số là có hóa đơn, chỉ có một vài tình huống mới là không có hóa đơn, được không? Đó, em chứng minh được 3 cái này này, đó là cái cốt để mình giải thích cho tất cả những cái nghiệp vụ của mình, được không? Đó, tôi nghĩ nha. Thế nào đến thứ năm lại học à thầy? Thứ năm. Vâng.
Học buổi chiều tôi không thấy, hay cứ phải học buổi tối ạ? Buổi chiều mấy giờ? Buổi chiều mấy giờ cũng được ạ, buổi chiều thì thường thường em Thôi rỗi hơn ạ. thôi vậy thứ năm vẫn học buổi tối đi, rồi thứ ba học buổi chiều. Rồi, thứ buổi chiều 1 giờ nha. Vâng ạ, được ạ. Rồi, bye bye nha. Vâng, em chào thầy ạ.